Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Tập 6. Chương 51. Loạn Phi Phong Truy Pháp 5. Nghe Đường Tam nói xong, sắc mặt đại hán nhất thời hòa hoãn xuống, đều là xuất thân cùng khổ, trong lòng nhất thời cảm thấy đồng tình. Huống chi, đứa nhỏ này lại còn đang học ở Nặc Đinh Học Viện. Đại hán thẳng thắn nói, được rồi, nếu ngươi nguyện ý tới thì cứ như vậy đi. Xem như làm tạp dịch cho chúng ta, rót trà bưng nước ngươi chắc có thể làm được chứ. Bất quá, tiền lương sẽ không cao, nhưng cơm đảm bảo no. Thế nào, này không có vấn đề gì. Đường Tam vui sướng, liền đáp ứng ngay. Các thợ rèn đều hướng về Đường Tam cười thiện ý. Đại hán trừng mắt liếc mọi người một cái, nói, nhìn cái gì mà nhìn. Không cần làm việc sao? Khẩn trương lên, tối nay ta mời mọi người uống một bữa. Nghe đại hán nói xong, chúng thợ rèn nhất thời tinh thần làm việc đại tăng. Họ nâng truy tử của mình lên tiếp tục bắt đầu công việc của bọn họ. Đại hán giơ chiếc chùy trong tay lên, một bên rèn khối kim loại trước mặt, một bên hướng về Đường Tam nói, ta tên là Thạch Tam, thạch trong tảng đá, người có thể gọi ta một tiếng Tam Thúc. Tiệm rèn này của ta là gia truyền. Sau này ngươi tới nơi này của ta làm việc, mỗi ngày cơm trưa cùng cơm chiều hai bữa ta lo, lại cho ngươi 10 đồng hồn tệ, hay chính là một ngân hồn tệ. Nếu làm việc tốt, sẽ cho ngươi thêm một chút. Nga, đúng rồi, ngươi tên là gì? Tam Thúc, ta gọi là Đường Tam. Đường Tam. Ha ha, hảo, tên chúng ta đều có chữ Tam, xem ra thật có duyên. Ngươi là người từ thôn nào tới? Đường Tam nói. Ta từ Thánh Hồn thôn tới. Thạch Tam nói, ngươi vừa rồi nói học làm thợ rèn từ nhỏ cùng ba ba ngươi. Ngươi còn nhỏ như vậy, ba ba ngươi có thể dạy ngươi cái gì? Đường Tam nói, đương nhiên là dạy rèn đồ rồi. Tam Thúc, ngài đừng xem ta là một đứa nhỏ. Ta rất có khí lực, rèn sắt cũng không có vấn đề gì. Thạch Tam cười ha ha, các huynh đệ, tiểu tiểu nhị mới tới của chúng ta nói hắn cũng có thể rèn. Các ngươi có tin hay không? Giải thích tiểu tiểu nhị là người hầu bàn nhỏ. Hết giải thích. Các thợ rèn nhất thời cười rộ lên. Bộ dáng Đường Tam nhìn qua mới 6-7 tuổi. Đây vẫn còn là sau khi lấy được hồn hoàn đầu tiên. Thân thể hắn có cao lên một chút. Nhìn từ bề ngoài, ai có thể tin tưởng hắn có thể rèn. Bị xem nhỏ luôn là một cảm giác không tốt. Đường Tam nói, Tam Thúc, ta thật sự có thể rèn. Không tin, Thúc để cho ta thử xem. Thạch Tam ngừng công việc lại, đem chiếc chùy dựng trên mặt đất, như vậy đi, nếu ngươi có khả năng nâng nổi chiếc chùy tử này, ta sẽ tin ngươi. Vừa nói vừa đưa chùy tử cho Đường Tam, bởi vì đầu chùy tiếp xúc với mặt đất, hắn cũng không sợ Đường Tam không nâng được mà bị nện vào. Tam Thúc, Thúc là đang trừ bỏ tạp chất của khối kim loại này sao? Ta sẽ giúp Thúc hoàn thành tốt nó. Đường Tam tiếp nhận chuôi chiếc chùy tử trong tay Thạch Tam. Thạch Tam trời sinh thần lực, hắn dùng chiếc chùy này so với người khác đã lớn hơn. Một chút, so với thân Đường Tam còn muốn cao hơn nửa thước. Lúc này, hắn lại trở thành tiêu điểm trong cả tiệm, các thợ rèn nhìn hắn, đều tỏ vẻ buồn cười. Nhưng là, rất nhanh bọn họ đều cười không nổi, bởi vì Đường Tam đã đem chiếc chùy này giơ thẳng lên, hơn nữa là giơ lên từ phía trước. So với chiếc chùy bình thường nặng hơn 3 thành, khi chiếc chùy còn chưa rời mặt đất, Đường Tam đã có phán đoán. Mặc dù nặng một chút, nhưng cho dù lúc trước mình chưa lấy được hồn hoàn, cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, càng không cần phải nói đến bây giờ. Mắt nhìn Đường Tam đem chiếc chùy chậm rãi giơ lên, Thạch Tam cũng mở to hai mắt nhìn, than một tiếng, hảo khí lực, không hổ là nhi tử của thợ rèn chúng ta. Hai mắt Đường Tam sáng rực nhìn chằm chằm vào khối kim loại trong lò, thở ra một tiếng. Mạnh mẽ vung chiếc chùy của Thạch Tam lên. Hắc hai bàn chân gắn chặt xuống mặt đất, tiểu thối chợt phát lực, lực lượng truyền lên trên. Chiếc chùy cự đại tại không trung tà tà xoay một vòng, nặng nề đánh lên trên khối kim loại. Một tiếng đương lớn vang lên, làm nụ cười của tất cả các thợ rèn biến thành kinh ngạc. Ngay sau đó, theo thiết chùy bắn ngược lên. Đường Tam rất nhanh xoay người, thiết chùy trong tay lại quay tròn, lại là một tiếng nổ. Thiết chùy đánh vào khối kim loại nóng đỏ so với lần trước còn mạnh hơn. Tam Thúc,
phiền người giúp ta kéo ống bể, nhiệt độ không đủ. Đường Tam rất nhanh nói một câu, chùy thứ ba của hắn vừa lại quay một vòng. Lúc này đây, chiếc chùy ngày càng nhanh, tiếng gió ô ô phát ra. Thạch Tam cũng là thợ rèn thâm niên, tự nhiên cũng hiểu được hậu quả của việc nhiệt độ không đủ, nhanh chóng qua một bên ngồi xuống, kéo ống bể. Một màn kế tiếp khiến thợ rèn ở đây suốt đời khó quên. Chiếc chùy nặng nề trong tay Đường Tam phẳng phất như vật sống, tại không trung họa ra một vòng tròn, tràn ngập tiết tấu, âm thanh kim thiết va chạm giống như cuồng phong bạo vũ tại bên trong tiệm rèn vang lên. Bọn họ đều không chú ý tới, hai tay Đường Tam đã trắng sáng như ngọc, nương theo tiếng đinh đương, khối kim loại không ngừng nhảy lên dưới chiếc chùy. Thạch Tam một bên toàn lực đẩy ống bể, một bên gắt gao nhìn Đường Tam đang vung chùy, ánh mắt của hắn đã không thể dùng giật mình để hình dung nữa. Các thợ rèn khác đều biết chiếc chùy của Thạch Tam nặng bao nhiêu, tự nhiên biết liên tục đập xuống như vậy khó khăn thế nào. Nhất là giống Đường Tam một chùy sau lại mạnh hơn một chùy trước, càng khó khăn tới cực điểm. Đương, một kích cuối cùng hoàn thành, Đường Tam mang chiếc chùy tại chỗ quay hai vòng, hóa giải trùng lực trên chiếc chùy. Đầu chùy hướng xuống dưới, một lần nữa nằm trên mặt đất, làm tiệm rèn và tâm của các thợ rèn đồng thời rung động một chút. 27 chùy, nện suốt 27 chùy liên tục không dừng, hình dạng khối kim loại lúc trước Thạch Tam rèn thay đổi chút nào, nhưng chỉnh thể thì rút nhỏ một vòng. Đây là Đường Tam làm được, Thạch Tam tự hỏi cũng có thể làm được, nhưng phải mất suốt một ngày. Phải biết rằng, Thạch Tam trở thành thợ rèn chính thức cũng đã có 15 năm thời gian rồi. Nhìn Đường Tam có chút thở dốc, trán thấm mồ hôi, Thạch Tam lắp bắp hỏi, đây chẳng lẽ chính là loạn phi phong truy pháp? Kỹ thuật rèn liên tục trong kỹ thuật rèn, loạn phi phong truy pháp. Nó là cái gì vậy? Đường Tam nghi hoặc hỏi. Thạch Tam bởi vì hưng phấn quá nên hai gò má đã đỏ lên, gọi là loạn phi phong truy pháp. Bởi vì nó là một loại phương pháp đập liên tục để rèn, tá lực dụng lực, có thể đem lực lượng của thợ rèn chúng ta phát huy hoàn mỹ nhất. Nghe nói thợ rèn lợi hại nhất có thể liên tục đập ra 81 chùy, trực tiếp đem khối kim loại chế tạo thành bộ dạng mình muốn. Trọng yếu nhất chính là loạn phi phong truy pháp này là loại kỹ thuật rèn loại bỏ tạp chất trong kim trúc cực mạnh, ta còn tưởng đã sớm thất truyền, không tưởng hôm nay lại được chứng kiến trên tay ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 52 Phụ thân đích lưu ngôn 1. Thật là loạn phi phong truy pháp sao? Trước mắt Đường Tam hiện ra thân ảnh đồi phế của cha, chẳng lẽ nói cha vốn chính là một vị thợ rèn xuất sắc sao? Tam thúc, ta cũng không biết nó có đúng là loạn phi phong truy pháp hay không, đây là cha dạy cho ta. Thạch Tam thở dài một hơi, cười bộc trực nói, xem ra, lần này ta là bắt gặp bảo bối rồi. Điều kiện thuê vừa rồi bỏ đi, tạm thời tiền công của ngươi sẽ giống mọi người, mỗi tháng một ngân hồn tệ. Nếu việc buôn bán tốt, sẽ lại tăng thêm. Cứ như vậy, Đường Tam chính thức thành một viên trong tiệm rèn của Thạch Tam, bắt đầu cuộc sống no đủ. Khóa trình trong học viện đối với hắn mà nói cũng không có chỗ nào trọng yếu. Đại sư dạy lý luận trụ cột so với sư phụ của học viện hữu dụng hơn nhiều. Quyển sách mà đại sư cho thì hắn cũng đọc kỹ qua, chính giống như hắn đoán trước, phương pháp tu luyện hồn lực mà đại sư đưa ra, rất cùng loại với lộ tuyến vận hành của tu luyện nội lực. Đương nhiên, đây dù sao cũng chỉ là suy nghĩ trên lý luận của đại sư, cùng so sánh với phương pháp tu luyện nội công chính thức còn có nhất định khoảng cách. Càng không cần phải nói huyền thiên công của đường môn thiên trùy bách luyện mà ra. Tiểu vũ thuận lợi có được danh hiệu hồn sư, mà sau khi trở thành tiểu vũ tỷ được học viên công nhận, cuộc sống của công độc sinh cũng trở nên dễ dàng hơn. Mỗi ngày vào sáng sớm, Đường Tam đều theo thói quen thừa dịp ánh sáng mặt trời mới lên để tu luyện tử cực ma đồng của hắn. Buổi sáng bình thường đi học, buổi chiều tới tiệm rèn làm công, buổi tối lại nghe đại sư dạy. Ban đêm tu luyện huyền thiên công, có thể nói mỗi một ngày đối với hắn mà nói đều là tuyệt đối phong phú. Tại tiệm rèn của Thạch Tam, Đường Tam dùng một thời gian rất ngắn để được mọi người chấp nhận, Thạch Tam mang nhiệm vụ để luyện kim trúc. Giao cho hắn, thời gian rỗi,
Đường Tam lợi dụng một ít mảnh kim loại bỏ đi để tiến hành tinh chế, bắt đầu đại nghiệp chế tạo ám khí của hắn. Đương nhiên, trong tiệm rèn hắn chỉ chế tạo một ít linh kiện, lắp ráp chính thức phải sau khi trở lại học viện. Tiểu Vũ bằng vào thực lực mạnh mẽ của bản thân cùng sự trợ giúp của Tiêu Trần Vũ, rất nhanh trở thành lão đại của cả Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện được tất cả các đệ tử chấp nhận. Nàng so với Đường Tam thì nhàn nhã hơn rất nhiều, có lúc thậm chí ngay cả khóa học đều không đi. Đường Tam thậm chí cũng nhìn không tới nàng tu luyện như thế nào. Nhưng thực lực của Tiểu Vũ lại một mực ổn định tăng lên. Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện, thời gian của một học kỳ chính là một năm. Trong cả quá trình, đệ tử không được phép về nhà, nhưng thân nhân lại có thể tới thăm. Đường Tam không chỉ một lần chờ đợi cha đến, nhưng thẳng đến cả học kỳ chấm dứt cũng không thấy được bóng dáng của Đường Hạo. May là cuộc sống của hắn cũng đủ phong phú, cũng không có nhiều thời gian lắm để tư niệm. Về phần Vũ Hồn Điện, sau khi Đường Tam tiến hành kiểm tra đánh giá hồn sư không lâu, người của Vũ Hồn Điện đã tới Nặc Đinh học viện tìm đại sư. Đại sư không có nói cho Đường Tam về chuyện mà bọn họ đã nói, Đường Tam cũng không có hỏi. Nhưng từ nụ cười trên mặt đại sư so với bình thường nhiều hơn, Đường Tam đoán rằng quan hệ của Vũ Hồn Điện và đại sư hẳn là đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Tiểu Vũ, ngày mai là nghỉ rồi, ngươi phải về nhà chứ? Đường Tam một bên thu thập hành trang của mình một bên hướng Tiểu Vũ nói. Thời gian của một năm học đã trôi qua, hắn rốt cuộc có thể trở về nhà thăm cha. Buổi chiều hôm nay tại tiệm rèn hắn đã hướng Thạch Tam xin nghỉ. Còn đặc biệt mua một chiếc chùy mới tinh, chuẩn bị mang trở về đưa cho cha. Từ sau khi Đường Tam gia nhập tiệm rèn của Thạch Tam, đã làm cho phẩm chất của các loại vũ khí trang bị mà tiệm rèn làm ra tăng lên một cái cấp bậc. Việc buôn bán cũng trở nên tốt hơn, tiền lương mỗi tháng bây giờ của Đường Tam đã lên tới 5 ngân hồn tệ, tương đương với một nửa trợ cấp của hồn sư. Tiểu Vũ tựa ở trên giường, trong mắt toát ra vài phần cô đơn, cùng với vẻ hoạt bát sáng sủa của nàng lúc bình thường thì bất đồng thật lớn, ta không trở về nhà, có lẽ cứ ở lại học viện đi. Đường Tam sửng sốt một chút, cũng được một năm rồi, ngươi cũng không trở về thăm nhà sao? Đôi mắt của Tiểu Vũ đột nhiên sáng ngời, nói, Tiểu Tam, nhà của ngươi có đúng là cách học viện không sao phải không? Nếu không, ta cùng trở về chơi với ngươi, thế nào? Dù sao bọn Vương Thánh và Tiêu Trần Vũ đều đi tham gia khảo thí trung cấp hồn sư học viện rồi, không ai chơi cùng ta. Đường Tam cười cười, trải qua một năm ở chung, hắn đối Tiểu Vũ coi như là tương đối hiểu rõ, tiểu nha đầu này hoạt bát hiếu động, luôn một bộ dáng e sợ cho thiên. Hạ không loạn, trong khi giả ôn nhu, nhìn như thế nào đều giống một con búp bê đáng yêu. Chỉ khi nào nổi điên lên, xưng hào Tiểu Vũ tỷ của nàng ở Nặc Đinh không có thể chỉ gọi không như vậy. Trong cả học viện, đã không biết có bao nhiêu đệ tử ăn đau khổ từ nàng rồi. Nhà của ta rất nghèo, không có gì thích hợp để khoản đãi ngươi. Tiểu Vũ hai tay chống eo, mắt mở to trừng trừng nhìn Đường Tam nói, mỗi tháng trợ cấp của ngươi đều rất nhiều, lại không tiêu, còn sợ chiêu đãi ta sao? Đường Tam vươn tay phải ra, mặt mang theo nụ cười, nói đến trợ cấp, ta đột nhiên nhớ ra, có người hình như còn nợ ta 6 ngân tệ còn không có trả. Tiểu Vũ sửng sốt một chút, trên khuôn mặt phấn nộm nhỏ nhắn toát ra vài phần xấu hổ, trợ cấp mỗi tháng 1 kim tệ tuyệt đối không tính là ít, bất quá, nàng tiêu tiền cũng thật sự là lãng phí. Thấy cái gì tốt là mua về, một chút cũng không để ý xem có hữu dụng hay không, bây giờ nàng sớm đã có chăn màn của chính mình. Không cần dùng chung cùng Đường Tam. Nàng cho tới bây giờ đều không để ý tới tiền tài. Một khi không có tiền tiêu liền hướng Đường Tam mượn, đó đã thành thói quen. Không phải chỉ là 6 ngân tệ sao? Chờ ta có trợ cấp liền trả lại ngươi. Ngươi còn chưa nói, tới cùng có nguyện ý để cho ta đi theo ngươi hay không? Đường Tam mỉm cười nói, nếu ngươi muốn đi thì hãy cứ đi. Bất quá, tính tình của ba ba ta có thể không quá tốt. Tiểu Vũ không thèm để ý nói, người ta đáng yêu như vậy, dám chắc ba ba người sẽ thích ta. Vừa nói còn bày ra bộ dáng ôn nhu hướng Đường Tam nháy nháy mắt. Người khác có lẽ sẽ bị bề ngoài của nàng mê hoặc, Đường Tam nhìn tình cảnh nàng bộc phát sự tức giận thật sự quá nhiều. Chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, một chút cũng không ăn cái bộ dáng này của nàng,
mỹ nhân kế không cần dùng đối với ta đi. Hoàn hảo là ngươi bây giờ mới 7 tuổi, nếu lớn thêm một chút nữa, có lẽ thật khó có điểm để phân biệt với hồ ly tinh. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 53, Phụ Thân Đích Lưu Ngôn 2. Hồ ly tinh là cái gì? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Đường Tam cười nói, chính là một loại hồn thú thành tinh, chuyên môn câu dẫn nam nhân. Tiểu Vũ sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn Đường Tam đột nhiên trở nên có chút quái dị, thình lình. Tâm tình của nàng đột nhiên trở nên kích động, ngươi đi chết đi, dám nói ta là hồ ly tinh, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Vừa nói, nàng đã giương nanh múa vuốt từ trên giường mình nhảy dựng lên, hướng Đường Tam đánh tới. Các công độc xanh khác đối với một màn này sớm đã nhìn quen rồi, Tiểu Vũ Tỷ và Đường Tam náo loạn đối với bọn họ mà nói, đã sớm quen thuộc rồi. Nếu là có ngày nào đó hai người không náo loạn vài lần, có lẽ bọn họ ngược lại sẽ không được tự nhiên. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tam ra đi, thì bên người đã hơn một người, một tiểu cô nương bộ dáng đáng yêu, mặc giáo phục của Nặc Đinh học viện, rời đi Nặc Đinh thành, hướng Thánh Hồn thôn mà đi. Một năm thời gian vừa rồi đối với Đường Tam mà nói, chính là cực kỳ phong phú, cũng là phi thường thỏa mãn. Đột phá bình cảnh của Huyền Thiên Công đệ nhất trọng, dưới sự khắc khổ cố gắng tu luyện của hắn, Huyền Thiên Công có tiến bộ rất lớn. Dựa theo tính toán của hắn, lúc này thực lực hẳn là đã đạt tới đỉnh của trung đoạn của đệ nhị trọng, dựa theo hồn lực tính toán, nên có khoảng 16 cấp tới 17 cấp. Trong học viện, nói về hồn lực có thể cùng hắn so sánh, cũng chỉ có một mình Tiểu Vũ, mặc dù không thấy Tiểu Vũ tu luyện như thế nào. Nhưng hai người trong khi so sánh hồn lực luôn tương xoa không xa, có khi Đường Tam chiếm được thượng phong, có những khi lại sẽ bị Tiểu Vũ vượt lên. Mặc dù đều là đứa nhỏ, nhưng hai người ai cũng không phục ai, vì vậy luận bàn là khó tránh khỏi. Trong khi vừa mới bắt đầu, bọn Tiêu Trần Vũ và Vương Thánh cao niên cấp đệ tử thỉnh thoảng còn gia nhập một chút. Nhưng theo hồn lực của Đường Tam và Tiểu Vũ tăng lên nhanh, liền không có ai trở lại quấy rầy bọn họ nữa. Thử hỏi, người nào hy vọng mình biến thành bao cát đây? Cho nên, mặc dù trên danh nghĩa thì Tiểu Vũ là lão đại của tất cả các đệ tử trong Nặc Đinh học viện. Nhưng trên thực tế, bọn Tiêu Trần Vũ trong khi xưng hô Đường Tam cũng sẽ biết gọi lên một tiếng Tiểu Tam ca. Đường Tam cùng Tiểu Vũ luận bàn, ăn đau khổ nhiều hơn là chiến thắng. Thủ đoạn công kích của Tiểu Vũ tần suất bất tận, nhất là nhu kỹ của nàng, làm cho người ta một loại cảm giác giống như bánh mật vậy. Nếu tại dưới tình huống song phương cũng không mượn lực lượng của hồn hoàn, Đường Tam cơ hồ là thất bại. Sợ là ngay cả sử dụng hồn hoàn, bằng vào hiệu quả quấn quanh và gây mê của Lam Ngân Thảo, nhiều nhất cũng là cùng Tiểu Vũ chiến thành một trận ngang tay. Về phần ám khí mà Đường Tam âm thầm luyện tập nhưng cũng không có dùng trong luận bàn, một là bởi vì sát thương lực của ám khí quá lớn, quá dễ dàng đả thương người, mặt khác hắn cũng là hy vọng có thể tại trong khi luận bàn cùng Tiểu Vũ ma luyện năng lực cận chiến của mình. Có lẽ là bởi vì hai người hỗ trợ nhau bồi luyện nên sinh ra tác dụng xúc tiến rất tốt tại chiến đấu phương diện, cùng nhau tiến bộ. Sư phụ của học viện cũng không quản bọn họ, tại Nặc Đinh, Đường Tam cùng Tiểu Vũ mặc dù vẫn còn chỉ là nhất niên cấp, nhưng đã thành thiên tài nổi danh của học viện. Còn có xa lắm không à? Tiểu Vũ nhìn đông nhìn tây hỏi. Cũng nhanh tới. Thấy ngọn núi bên kia không? Thánh hồn thôn của ta ngay chân núi. Sắp về đến nhà, trong tâm tình của Đường Tam không khỏi có chút hưng phấn, nếu không phải Nặc Đinh học viện quy định buổi tối phải trở lại học viện để ở. Mỗi ngày đều có sư phụ kiểm tra phòng, nói không chừng Đường Tam đã sớm về nhà thăm cha mình rồi. Một năm không thấy, ba ba, người có khỏe không? Có lẽ là bởi vì nguyên nhân đời trước thân là cô nhi, mà một đời này, Đường Tam đối với phần thân tình này cực kỳ quý trọng. Sờ sờ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên hông, nơi đó có chiếc chùy mới mà hắn sắm cho cha, quần áo mới tinh, thậm chí còn có vài bình rượu ngon. Tiểu sơn thôn mà hắn sinh sống 6 năm đã tại trong tầm nhìn, không biết tại sao,
Trong lòng Đường Tam có loại tâm tình không thể giải thích được dần dần hiện lên. Nếu phải cần một câu nói để hình dung, vậy hắn sẽ nói, cảm giác có nhà thật tốt, ngay cả nhà này chỉ có mình và cha. Rất nhanh, hai người đã đi vào Thánh Hồn thôn, nhà Đường Tam ngay đầu thôn, đưa ngón tay hướng ký hiệu dưới chiếc mái nhà tàn tạ. Đường Tam cười nói với Tiểu Vũ, nhìn kìa, đó là nhà của ta. Nhà tại trước mắt, tâm tình của Đường Tam không tự giác trở nên kích động, chân bước nhanh hơn, ba bước biến thành hai, bước nhanh về đến cửa nhà. Đại môn giống như lúc hắn rời đi, không có khóa, đây vẫn là thói quen của Đường Hạo, dù sao, tiệm rèn này của hắn cũng không có cái gì để trộm. Ba ba, con đã về. Đường Tam hưng phấn hô to một tiếng. Tiểu Vũ còn chưa từng thấy qua tâm tình như vậy ở Đường Tam, đứng ở sau lưng hắn có chút tò mò mà nhìn, tại trong ấn tượng của nàng. Đường Tam là một bằng hữu ôn hòa, bình thường nói không nhiều lắm, nhưng trên cảm giác luôn bận rộn, luôn có chuyện gì đó để làm. Chỉ có tại trong lúc cùng hắn luận bàn, mới có thể thấy sự nghiêm chỉnh trên mặt hắn. Mà sợ là bại bởi mình, cũng chưa bao giờ thấy bộ dáng phẫn nộ hoặc là kích động của hắn. Một bên gọi lớn, Đường Tam bước nhanh hướng bên trong đi đến. Hết thảy tựa hồ đều không có đổi, trong tiệm rèn vẫn loạn như vậy, thậm chí so với trước khi hắn đi càng loạn hơn. Mọi thứ bừa bãi phóng đầy trên đất, rách nát, cũ kỹ, nhưng lại gây cho hắn càng nhiều cảm giác thân thiết. Nga, Tiểu Tam, là ngươi trở lại. Thanh âm ôn hòa vang lên, từ gian trong đi ra một người. Thấy hắn, Đường Tam không khỏi sửng sốt một chút, Kiệt Khắc ra ra. Ngài cũng tại a, ba ba con đâu? Từ bên trong đi tới đúng là lão Kiệt Khắc thôn trưởng của Thánh Hồn thôn, trên mặt mang theo một tia cười khổ, đưa tờ giấy trong tay cho Đường Tam, nói, ngươi xem đi, đây là ba ba ngươi lưu lại. Buổi sáng ta đến tìm hắn, vốn là muốn để hắn cùng ta cùng đi đón ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng lại đã trở về. Một tia tâm tình khẩn trương xuất hiện tại trong lòng của Đường Tam. Nhanh chóng tiếp nhận tờ giấy lão Kiệt Khắc đưa tới, cúi đầu nhìn xuống. Trên mặt giấy chỉ có mấy hàng chữ đơn giản có chút khó đọc, nhưng khó che được vẻ mạnh mẽ và khí chất hào phóng. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 54, Phụ Thân Đích Lưu Ngôn 3. Tiểu Tam, trong khi ngươi xem được phong thư này, ta đã đi. Không nên đi tìm ta, ngươi không có khả năng tìm được ta. Ngươi mặc dù còn nhỏ, nhưng đã có năng lực tự chăm sóc cho bản thân. Chim cắt chỉ có tự mình mở cánh mới có thể sớm hơn bay cao. Không cần lo lắng cho ta, trong tính cách của ngươi, kế thừa rất nhiều sự tinh tế của mụ mụ ngươi. Ba ba thị một người vô dụng, ngươi dần dần lớn. Ba ba phải đi lấy về một số thứ vốn hẳn là thuộc về ta. Một ngày nào đó, phụ tử hai người chúng ta sẽ lại gặp. Ta hy vọng ngươi trở nên cường đại, nhưng cũng lại không hy vọng ngươi trở nên cường đại. Con đường của mình, ngươi tự mình lựa chọn. Nếu có một ngày ngươi hiểu được chức nghiệp hồn sư này là không tốt, vậy hãy trở lại Thánh Hồn thôn, giống như ta, làm một thợ rèn đi. Đừng lo lắng. Đường Hạo, nhìn bức thư trong tay, cả người Đường Tam đã ngây dại, cảm giác mừng rỡ tràn đầy trong phút chốc biến thành sự mất mát. Ba ba đi, ba ba, người tại sao phải đi? Lão Kiệt Khắc nhìn bộ dáng thất thần của Đường Tam, cười khổ nói, tên Đường Hạo này đi một chút điểm báo hiệu đều không có. Hôm trước ta còn tới để cho hắn làm công cụ, hắn này vừa đi, sau này chúng ta còn muốn phải tìm một gã thợ rèn mới được. Người này thật sự là quá không có trách nhiệm rồi. Đường Tam chậm rãi phục hồi lại tinh thần, Kiệt Khắc ra ra, người là nói, ba ba con vừa mới đi trong khoảng hai ngày này. Lão Kiệt Khắc gật gật đầu, hẳn là trong hai ngày này mới đi. Tiểu Tam, đừng buồn bã, vì một người ba ba như vậy không đáng giá có được. Cùng ra ra đi thôi, đi tới nhà của ta. Đường Tam yên lặng lắc lắc đầu, cẩn thận gấp bức thư trong tay, để vào trong ngực của mình. Cảm ơn ngài. Kiệt Khắc ra ra, cả nhà loạn như vậy, con sẽ không mời ngài lưu lại nữa. Con còn muốn thu thập một chút. Lão Kiệt Khắc sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Đường Tam nho nhỏ này cũng hạ lệnh trục khách,
thở dài một tiếng, nói, được rồi. Bất quá, người có cái gì cần cứ tới tìm ta. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người hướng ra phía ngoài mà đi. Lão Kiệt khắc đi, bên trong tiệm rèn chỉ còn lại có hai người Đường Tam và Tiểu Vũ. Đường Tam cũng không mở miệng, cứ như vậy bắt đầu thu thập căn phòng bừa bộn, thu thập các loại đồ vật trong phòng. Thần kỳ chính là, Tiểu Vũ ngày thường hoạt bát hiếu động là vậy mà ở đây lại bảo trì trầm mặc, đi tới bên người Đường Tam. Lặng lặng trợ giúp hắn mang từng kiện đồ sắp xếp, lấy nước từ trong chum nước bên ngoài, trợ giúp hắn lau chùi cho bụi bên trong phòng. Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện, đại sư đang ở trong phòng mình xem sách, Tiểu Tam đã về nhà, trong lòng hắn trống rỗng. Ở cùng một năm thời gian, mặc dù ngoài miệng hắn không nói, nhưng cảm tình trong lòng đối với đệ tử này lại đang không ngừng sâu thêm. Thẳng đến sáng nay trong khi Đường Tam đi, hắn còn do dự có muốn hay không tới thăm nhà hắn. Cuối cùng đại sư vẫn còn phủ quyết ý nghĩ của mình. Nguyên nhân có rất nhiều, thậm chí ngay cả chính hắn cũng nói không rõ ràng lắm. Phanh, phanh, phanh lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Đại sư cau mày, bình thường ngoại trừ Đường Tam, căn bản sẽ không có người tới nơi này của hắn. Mời vào. Đại sư đặt quyển sách trong tay xuống, nhàn nhạt nói. Cửa mở, một thân ảnh cao lớn từ bên ngoài đi đến. Hắn mặc một thân đơn giản màu xám trường bào, mái tóc đen rối loạn phi tán tại trên vai, trên khuôn mặt già nua có khắc đầy tang thương. Một đôi mắt hồn trọc tựa hồ đã tới những năm tháng cuối cùng của cuộc sống, cùng ngoại mạo mới khoảng 50 tuổi của hắn có chút không tương xứng. Chào ngài, đại sư. Thanh âm của người đến trầm thấp mà có chút khàn khàn. Không biết tại sao, khi người này trong khi vừa bước vào cửa, toàn thân đại sư đều hạ ý thức khẩn trương lên, ngay cả hồn lực cũng không tự giác được trải rộng toàn thân. Ngươi là... Chậm rãi đứng lên, trong mắt đại sư toát ra vài phần nghi hoặc. Người áo xám nhàn nhạt nói ra, chúng ta hẳn là có 20 năm không gặp rồi. Với bộ dáng đồi bại của ta hiện nay, cũng khó trách ngươi không nhận ra ta. Ta gọi là Đường Hạo. Đường Hạo. Vẻ mặt luôn luôn cứng ngắc không dao động của đại sư chợt đại biến, đồng tử ở hai mắt cơ hồ là trong nháy mắt tập trung. Gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt này, hai tay chộp vào bàn làm việc, ngón tay đã biến thành màu trắng xanh. Ngươi, ngươi là Hạo. Đường Hạo phất phất tay, ngăn cản đại sư, lạnh lùng nói. Xưng hào của quá khứ không cần nhắc lại nữa. Năm đó, chúng ta cũng tính có duyên gặp mặt vài lần. Người khác có lẽ sẽ nghĩ ngươi chỉ là người điên, nhưng ta lại biết, ngươi là một người chấp nhất. Tâm tình của đại sư dần dần tỉnh táo lại, vẻ mặt cứng ngắc bỗng thoáng nhúc nhích. Xem ra ta đoán không sai, ngươi quả nhiên chính là cha của Tiểu Tam. Hắn đã về nhà rồi, tại sao ngươi còn ở chỗ này? Đường Hạo gật đầu, nhàn nhạt nói. Đúng là bởi vì hắn về nhà rồi, ta mới có thể ở chỗ này. Ta biết, ngươi thu hắn làm đồ đệ, làm cha, ta nên sớm tới gặp ngươi. Ta phải đi rồi, duy nhất lo lắng cũng chỉ có hắn, cho nên ta hy vọng mang Tiểu Tam phó thác cho ngươi. Ngươi phải đi. Đi đâu? Hắn chính là nhi tử của ngươi. Đại sư gắt gao nhìn Đường Hạo, ánh mắt trở nên sắc bén. Bộ dáng của Đường Hạo vẫn một bộ lạnh lùng như trước. Hắn cũng là đồ đệ của ngươi. Ta phải đi, có rất nhiều sự việc phải đi làm. Hắn đi theo ta sẽ không có được vui vẻ. Ta không có yêu cầu gì khác, cuộc đời của hắn, do hắn tự mình lựa chọn. 10 năm, ta đã rời đi thế giới này 10 năm, bây giờ hắn đã lớn lên, có một số việc ta cần phải đi làm. Đại sư hít một hơi sâu, ta không biết trên người ngươi đã phát sinh cái gì, nhưng là ta nhìn ra được. Tiểu Tam đối với ngươi thập phần quyến luyến, ngươi không biết là cứ như vậy rời đi, đối với hắn mà nói là quá tàn nhẫn sao? Đường Hạo nhàn nhạt nói, hắn tự mình quyết định đi một con đường không tầm thường, cùng ở một chỗ với ta mới là tàn nhẫn với hắn. Được rồi, những gì muốn nói ta đã nói xong, bất luận lúc nào, xin nhớ kỹ, hắn là nhi tử của ta. Nói xong những lời này, Đường Hạo vung tay lên, đường... Một khối lệnh bài đen nhánh rơi lên trên bàn ở trước mặt đại sư. Lệnh bài cư nhiên cùng khối mà lúc trước đại sư mang theo Đường Tam tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm thì xuất ra giống nhau. Chỉ bất quá,
đồ án trên khối lệnh bài này cũng là đầy đủ 6. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 55, Phụ thân Đích Lưu Ngôn, 4. Phanh, cửa phòng đóng lại, thân ảnh cao lớn của Đường Hạo đã biến mất. Nhìn cửa phòng, đại sư đứng ở nơi đó cả nửa ngày cũng không có động tác gì. Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên khối lệnh bài kia, khóe miệng toát ra một tia cười khổ, không nghĩ tới, thần tượng của ta đã biến thành bộ dáng này. Mặt trời hạ xuống phía tây, trước cửa tiệm rèn, hai thân ảnh nhỏ bé đang ngồi, bọn họ mặc đồng dạng quần áo, cứ như vậy lặng lặng mà ngồi. Những tia sáng còn sót lại của mặt trời mang theo màu đỏ nhạt rơi lên trên người bọn họ, phảng phất làm cho trên thân thể bọn hắn khắc một vòng màu vàng đỏ. Nữ Hải Nhi ở bên trái nghiêng đầu, nhìn Nam Hải Nhi, hai tay chống trên cằm của mình, muốn nói cái gì đó, nhưng rốt cục nàng vẫn còn nhịn lại. Mở miệng ngược lại là Nam Hải Nhi, trong tay hắn nắm một thanh chùy mới tinh. Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Cảm ơn ngươi vẫn ở cùng ta. Đường Tam cúi đầu, nhìn mặt đất dưới chân, ánh mắt của hắn có chút mê ly, cũng có chút mông lung, nhưng cuối cùng không có nước mắt nhỏ xuống. Tiểu Vũ phốc xích cười, đẩy đầu vai Đường Tam một chút này dùng sức rất lớn, suýt nữa mang Đường Tam đẩy ngã, đừng buồn bực nữa. Ba ngươi chỉ là tạm thời rời đi mà thôi. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ lại gặp mặt nhau. Có lẽ hắn rời đi, chính là vì cho người phát triển càng tốt, cho người càng thêm kiên cường. Nếu người còn tiếp tục như vậy, chẳng phải là phụ sự khổ tâm của hắn sao? Trên mặt Đường Tam toát ra một tia cười khổ, có lẽ đúng vậy, nhưng là tại sao người cũng không cho ta gặp mặt lại một lần? Tiểu Vũ, người biết không, ba là thân nhân duy nhất của ta. Trong nhà không có ba, cũng không hề là một cái nhà nữa. Tiểu Vũ lắc đầu, mang chiếc bím tóc dài của mình quăng lên trước người. Không có ba, ngươi còn có bằng hữu là ta mà. Nếu ngươi muốn tìm một thân nhân, ta không ngại làm tỷ tỷ của ngươi. Nhanh, gọi một tiếng Tiểu Vũ tỷ nghe xem. Tất cả mọi người đều gọi như vậy, chỉ có ngươi là ngoại lệ. Nhìn bộ dáng mềm mại và khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào bị ánh hoàng hôn chiếu rọi của Tiểu Vũ, Đường Tam không khỏi nở nụ cười. Khi bên người có người làm bạn đang lúc nội tâm yếu ớt nhất, luôn là một việc cực kỳ tốt. Nếu ngươi nguyện ý làm muội muội của ta, ta không phản đối. Ta nhớ không sai thì chúng ta mặc dù là cùng năm, nhưng ngươi tựa hồ ít hơn so với ta mấy tháng. Ta là tháng 1 xuất sinh, ngươi cũng là tháng 8, đúng không? Mơ tưởng, ta chỉ làm tỷ tỷ, không làm muội muội. Tiểu Vũ không tức giận nâng tay hướng đầu của Đường Tam mà cốc. Thân thể Đường Tam chợt lóe, đã thoát đi ra ngoài, đứng ở trước người Tiểu Vũ ba thước. Tiểu Vũ, theo ta lên núi đi, ta cho ngươi xem một số thứ. Thần sắc Đường Tam rất chăm chú, phảng phất như là quyết định cái gì đó. Tiểu Vũ cũng không tiếp tục hy nháo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra vài phần nhu thuận, hướng hắn gật gật đầu. Đường Tam chủ động kéo tiểu thủ phấn nộm của Tiểu Vũ, hướng núi ở ngoài thôn chạy đi. Hai cái bóng tại trời chiều chiếu rọi xuống trên mặt đất dần dần dài ra. Đường Tam mang theo Tiểu Vũ chạy đến đỉnh núi mới ngừng lại. Tại dưới tình huống toàn lực thúc giục Huyền Thiên Công, hắn cũng không khỏi có chút thở dốc. Đứng ở đỉnh núi, mặt Đường Tam hướng mặt trời chiều, hai mắt đã bị màu tím che kín. Tiểu Vũ, đây là chỗ trước kia ta luyện công. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề nghiêm chỉnh, cũng hy vọng ngươi có thể trả lời thật cho ta. Tiểu Vũ bĩu môi. Ngươi có biết không, bộ dáng của ngươi bây giờ rất giống mấy lão nhân trong học viện. Đường Tam chậm rãi xoay người, nghiêm chỉnh nhìn Tiểu Vũ, ngươi nguyện ý làm muội muội của ta không? Ta thật sự hy vọng có thể lại có một thân nhân. Tiểu Vũ vừa muốn nói gì, lại bị Đường Tam cắt đứt, trước hết nghe ta nói xong đã. Ta cái gì cũng không có, tình huống của nhà ta thì ngươi cũng thấy được, xuất thân của ta chỉ là một bình dân cùng khổ. Ta không thể cho ngươi tài phú cũng không thể cho ngươi thế lực. Ngươi cũng là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng ngươi và ta không giống nhau. Ta nhìn ra được, thân thế của ngươi hẳn là có cố sự.
nhưng cho tới bây giờ ta đều không hỏi, bởi vì ta sợ xuất thân của chúng ta chênh lệch quá lớn, ngay cả bằng hữu cũng không làm được. Nhưng là ta thật sự hy vọng có thể có một muội muội giống như ngươi, mặc dù ta không cách nào cho ngươi những thứ quý tộc có, nhưng là ta lại có thể cho ngươi lời hứa hẹn của ta. Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ muội muội của mình, sẽ không để cho nàng đã bị một chút thương tổn. Nhìn mắt Đường Tam lóe ra lệ quang, hai mắt của Tiểu Vũ dần dần hồng lên. Nếu có một ngày, có rất nhiều người muốn giết ta, những người đó ngươi lại đánh không lại, vậy làm sao bây giờ? Đột nhiên trên mặt Đường Tam toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, vậy xin mời bọn họ trước hãy bước qua thi thể của ta đi. Tiểu Vũ trầm mặc, Đường Tam cũng không có tiếp tục nói nữa, ánh hoàng hôn dần dần rút đi, lúc này những ngôi sao trên bầu trời đã lặng yên mọc lên. Ca, Tiểu Vũ dùng một chữ đơn giản phá vỡ sự bình tĩnh của hai người trong lúc đó, vẫn cố nén nước mắt, tại giờ khắc này rốt cục nó chảy xuống, hai tay run rẩy của Đường Tam kéo tay của Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi, muội muội. Cha đi, nhưng hắn lại có một người muội muội. Đường Tam ngửa đầu nhìn phía bầu trời, hướng về những ngôi sao trên bầu trời yên lặng phát hạ lời thề của cả cuộc đời. Màn đêm phủ xuống, hai người ngồi ở đỉnh núi, cảm thụ sự ấm áp của ngọn núi suy phất, nhìn trăng và sao trên bầu trời, hào khí thân mật, không khí tươi mát, mang theo đến cảm giác thư thích. Ta có thể không gọi ngươi là ca ca. Tiểu Vũ quay đầu nhìn về phía Đường Tam ở bên người. Đường Tam sửng sốt, tại sao? Trên mặt Tiểu Vũ toát ra một tia đỏ ửng, nói như thế nào thì ta cũng là lão đại của tất cả các đệ tử tại Nặc Đinh, đột nhiên thêm một ca ca, bọn họ sẽ nhìn ta như thế nào? Đường Tam nở nụ cười, được, ngươi cứ gọi ta Tiểu Tam là được. Chỉ cần trong lòng ta biết ngươi là muội muội của ta, xưng hô thế nào thì có quan hệ gì? Vừa nói, Đường Tam nâng tay lên, chậm rãi vén ống tay áo, mang tụ tiễn trên cổ tay trái tháo xuống. Chúng ta kết làm huynh muội, ta không có cái gì đáng giá tiền, cái này sẽ đưa cho người phòng thân ba đi. Nó là kiện tác phẩm đầu tiên của ta. Tiểu Vũ tò mò nhìn Đường Tam đưa tới tụ tiễn, đây là cái gì? Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 56, Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch, 1. Đường Tam mỉm cười, nói, ta gọi nó là tụ tiễn, cũng có thể xưng là vô thanh tụ tiễn, chỉ cần phát động chốt mở. Ba căn tiểu tiễn bên trong sẽ dựa theo người khống chế mà bắn ra, có thể xạ một căn, cũng có xạ ba căn cùng một lúc. Bởi vì khi phát động thì thanh âm rất nhỏ, không dễ dàng bị đối thủ phát hiện, cho nên, tại đối mặt với địch nhân có thực lực tương đương thì có thể sinh tác dụng rất tốt. Tiểu Vũ kinh ngạc nói, trước kia, trong khi chúng ta luận bàn, như thế nào không thấy ngươi dụng tới vật này? Đường Tam lạnh nhạt cười, nói, đứa ngốc, chúng ta là đồng học, vừa là bằng hữu. Ta như thế nào có thể sử dụng loại vũ khí có tính sát thương thế này đây? Còn nhớ kỹ ta dùng hòn đá ném ngươi không? Ngươi cho rằng nó chỉ là trùng hợp sao? Ngươi xem, chỗ kia có một con muỗi. Tiểu Vũ theo hướng ngón tay của Đường Tam nhìn lại, ở ngoài ba thước, quả nhiên có một con muỗi đang vo ve bay qua, mượn ánh trăng mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng. Nếu ta nói cho ngươi, ta có thể đánh trúng cánh bên trái của nó, mà không thương tổn đến tính mạng của nó, ngươi tin hay không? Tiểu Vũ trừng mắt nhìn hắn nói, ngươi đang nói đùa sao? Trong mắt Đường Tam tử quang chợt lóe, tay phải đột nhiên vung lên, một đạo sáng nhàn nhạt lặng yên léo lên rồi biến mất, con muỗi cũng trống rỗng biến mất. Giữ chặt tay của Tiểu Vũ, Đường Tam nói, theo ta. Tới, lôi nàng đi tới phía trước một cây đại thụ cách đó không xa thì ngừng lại, không cần Đường Tam chỉ, Tiểu Vũ cũng có thể rõ ràng thấy. Trên thân cây có một cây cương châm dài ba tấc, dưới ánh sáng của trăng sao chiếu xuống lòe lòe tỏa sáng. Châm đóng đinh tại trên cây, tựa hồ có cái vật gì đó đang ra sức giãy giụa. Tiểu Vũ cúi đầu nhìn kỹ, không nhịn được giật mình suýt nữa kêu thành tiếng. Dưới chiếc châm chính đang đóng đinh con muỗi, cương châm đâm xuyên qua cánh trái của con muỗi, mang nó đóng đinh vững vàng trên cây, mà con muỗi vẫn đang giãy giụa, hiển nhiên là tính mạng không bị nguy hiểm. Ngươi là như thế nào làm được?
Tiểu Vũ hoảng sợ nhìn về phía Đường Tam. Nếu không phải bởi vì nàng vẫn cùng ở một chỗ với Đường Tam, nàng thậm chí sẽ cho này là đã chuẩn bị từ trước. Đường Tam nhổ cương châm, khi hắn mở lại bàn tay, cương châm đã tiêu thất. Đây là bí mật của ta, ta gọi nó là ám khí, cho dù là ba ba cũng không biết. Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, ta có năng lực bảo vệ muội muội của mình. Đối với những sự vật mới lạ, Tiểu Vũ luôn cảm thấy rất hứng thú, lắc qua lắc lại tay của Đường Tam vui mừng nói, Hảo ca ca, vậy ngươi có thể dạy ta hay không? Đường Tam cười khổ nói, với khuynh hướng bạo lực của ngươi, nếu lại học được ám khí, còn không biết có bao nhiêu người gặp phải tai ương đây. Hơn nữa tu luyện ám khí không phải một việc một sớm một chiều. Ta cho ngươi tụ tiễn chính là một loại của ám khí, ngươi trước cứ đem nó dùng là được rồi. Muốn học tập đường môn ám khí cũng không dễ dàng. Điểm đầu tiên, phải có huyền thiên công làm trụ cột, mà hồn lực của Tiểu Vũ đã không kém. Một lần nữa tu luyện huyền thiên công hiển nhiên là không có khả năng, Đường Tam đã âm thầm quyết định, sau này sẽ chế tác một ít cơ quan loại ám khí võ trang tại trên người nàng. Như vậy cũng tính là đủ rồi. Đường Tam tự tay mang tụ tiễn đeo tại trên tay trái của Tiểu Vũ, chỉnh sửa lại vòng dây của tụ tiễn, làm cho nó hoàn toàn dán tại trên tay Tiểu Vũ. Sau đó hắn mang phương pháp sử dụng vô thanh tụ tiễn hướng Tiểu Vũ giảng một lần, để cho nàng thử vài lần. Tiểu Vũ cơ hồ ngay lập tức thích cái bảo bối này. Tiểu Vũ đi tới một bên thử xạ tụ tiễn, Đường Tam chậm rãi ngước đầu lên, nhìn những vì sao trên không trung. Lẩm bẩm tự nói, ba ba, người thật là sợ ta ở lại bên người thì không cách nào trở nên kiên cường sao? Người yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tu luyện, trở thành một người nam nhân chính thức. Một ngày nào đó, ta sẽ thành niềm kiêu hãnh của người. Đường môn, ta đã rời đi 6 năm, nhưng ta vĩnh viễn đều là người của đường môn. Tại đấu la đại lục này, ta nhất định sẽ mang hết thảy của đường môn phát dương quang đại. Hai tay oánh nhuận như ngọc chợt vãi ra, vô số đạo ngân quang ti tuyến phóng lên cao, trong mắt Đường Tam đã thành một mảnh tử mang. 5 năm sau, Ba Lạp Khắc Vương Quốc, phía Nam, Thiên Đấu Đế Quốc, cùng Pháp Tư Nặc Hành tỉnh Tiếp Nhưỡng, nói là vương quốc, kỳ thật diện tích của nó chỉ có lớn bằng 3/4 của Pháp Tư Nặc Hành tỉnh. Phụ thuộc vào Thiên Đấu Đế Quốc, một trong tứ đại vương quốc trong cảnh nội của Thiên Đấu Đế Quốc. Ba Lạp Khắc Quốc Vương Côn Đức Lạp là đường đệ của quốc vương Thiên Đấu Đế Quốc Áo Khố Lạp. Nam phương của Ba Lạp Khắc Vương Quốc trực tiếp cùng Tinh La Đế Quốc Tiếp Nhưỡng. Bởi vậy, tại trong tứ đại vương quốc của Thiên Đấu Đế Quốc, lực lượng quân sự của Ba Lạp Khắc Vương Quốc là cường đại nhất, cũng có thể nói là môn hộ của Thiên Đấu Đế Quốc. Thiên Đấu Đế Quốc vốn có 10 cái hành tỉnh, sau lại cấp cho tứ đại vương quốc, hình thành 6 phương thế lực, bản thân đế quốc trực tiếp khống chế 5 hành tỉnh. Tứ đại vương quốc khống chế một cái, còn có một công quốc tiếp cận vương quốc, chiếm cứ một hành tỉnh nhỏ nhất ở phía đông đế quốc. Trên mặt ngoài, tứ đại vương quốc và một cái công quốc cũng chịu sự thống trị của Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng trên thực tế, 5 quốc gia này sớm đã trở thành quốc trung chi quốc. Ngoại trừ cần phải tiến cống, hết thảy hoàn toàn tự chủ. Nếu không phải hoàng thất của Thiên Đấu nắm giữ trọng binh, có lẽ nội loạn sớm đã kinh xuất hiện rồi. Tình là đế quốc cũng có tình huống cùng loại, bởi vậy, thế của hai đại đế quốc nhìn qua thì mạnh, nhưng trên thực tế, lại đều đang đi xuống dốc. Nói không tốt là một ngày cục diện của cả đại lục đột nhiên sẽ thay đổi. Cảnh nội của Ba Lạp Khắc Vương quốc có 2 tòa thành thị trọng yếu nhất. Một tòa chính là Ba Lạp Khắc Vương Côn Đức Lạp ở lại cung thành Ba Lạp Khắc Thành, nơi này là trung tâm chính trị và kinh tế của cả Ba Lạp Khắc Vương Quốc. Mà một tòa thành thị còn lại là Ba Lạp Khắc Vương Quốc cảnh nội, trung ương của Lập Mã Bình Nguyên nơi phì nhiều nhất, có tác thác thành của Ba Lạp Khắc được xưng là Vựa Lúa. 2 tòa thành thị này đều có trọng binh đóng, là trọng trung chi trọng của cả vương quốc. Tác thác thành là một tòa đại thành thị, điểm này từ phối trí đệ tam cấp của Vũ Hồn Chủ Điện là có thể nhìn ra. Lúc này vừa qua giữa trưa, trời nóng như hỏa, cửa tây của Tác Thác Thành đi vào 2 người tuổi trẻ. Nhìn qua, bộ dáng của bọn họ đều chỉ có hơn 10 tuổi, trên người cũng không có mang hành lý gì, một nam một nữ.
Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 57 Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch 2. Đứa bé trai quần áo đơn giản, bộ dáng nhìn qua 12, 13 tuổi, thân cao khoảng 1 thước 7, mặc một bộ trang phục màu lam nhạt, rất lanh lợi. Bên hông quấn quanh một cái đai lưng có 24 khỏa ngọc thạch, tóc dài màu đen miễn cưỡng buông xuống bả vai. Tướng mạo tuy không tính anh tuấn, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác rất dễ dàng thân cận. Khóe miệng thủy chung mang theo một tia cười nhàn. Nhạt, nếu nói đứa bé trai nhìn qua là hòa nhã mà bình phàm, vậy cô bé gái tại bên người hắn nhìn qua liền chẳng phải bình phàm nữa. Tóc dài màu đen mượt mà được tết thành chiếc đuôi sam, cho dù là đã tết nhưng vẫn như trước dài quá tiểu thối. Nàng so với đứa bé trai kia còn muốn cao hơn nửa phần, trên thân mặc một kiện y phục nhỏ màu phấn hồng, mang vóc người đã bắt đầu phát dục bó chặt. Nếu nói trước ngực còn chưa đủ lớn, vậy chiếc eo thon, nhỏ nhắn không đủ một vòng tay của nàng sẽ làm vô số cô gái hâm mộ rồi. Đại thối thon dài được che giấu bên trong chiếc quần dài màu trắng, tỷ lệ vàng thật hoàn mỹ. Mặc dù nàng nhìn qua tuổi không lớn, trên mặt còn mang theo vẻ ngây thơ, nhưng chiếc đồn bộ tròn nhỏ lại đã có vài phần vị đạo. Lông mi cong cong tự nhiên thành hình, một đôi mắt to sáng và lanh lợi phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn. Chẳng những xinh đẹp, còn làm cho người ta có cảm giác vài phần mềm yếu. Hai chữ đáng yêu tựa hồ chính là vì bản thân nàng mà có. Đứa bé trai đứng ở bên người nàng sớm đã bị quang huy vô hình của nàng che chắn. Bé gái giơ tay lên, tại cái trán có chút ướt át nhẹ nhàng lau qua. Có chút bất mãn nói, rốt cục cũng tới tác thác thành gì đó rồi. Thật không biết đại sư nghĩ như thế nào, rõ ràng có tới vài tòa trung cấp hồn sư học viện đều tỏ vẻ sẽ vô điều kiện chiêu thu chúng ta. Nhưng hắn lại để cho ngươi tới kế phá học viện ngay cả cấp bậc đều không có phân chia này để khảo thí. Đứa bé trai mỉm cười, nói, sư phụ để cho ta tới khảo hạch, nhưng cũng không nói cho ngươi tới. May là Ba Lạp Khắc Vương quốc và Pháp Tư Nặc Hành tỉnh cạnh nhau, nếu không ngươi chẳng phải là càng bất mãn sao? Bé gái trợn mắt liếc đứa bé trai, thật không có lương tâm, người ta còn không phải là vì ngươi sao? Ai bảo ngươi là ca ca của ta? Dù sao ngày kia mới khảo thí. Mặc kệ, hai ngày này ngươi phải theo ta đi chơi trong tác thác thành, đền bù cho tâm hồn non nớt của ta bị thương tổn. Đứa bé trai bật cười nói, đường đường là đại tỷ của Nặc Đinh học viện liên tục 6 năm còn tâm hồn non nớt. Cho đám tiểu đệ kia của ngươi thấy, không biết bọn họ có thể lập tức đi nhảy sông hay không. Một nam một nữ này chính là Đường Tam và Tiểu Vũ từ Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện đi tới. 5 năm thời gian đã trôi qua, bọn họ rốt cục cũng từ Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện thuận lợi tốt nghiệp, vốn với thiên phú của bọn họ. Nặc Đinh học viện chuẩn bị đưa bọn họ trực tiếp tiến vào trung cấp hồn sư học viện, thậm chí có vài học viện nổi tiếng đều đưa tới thư mời, có rất nhiều chỗ để lựa chọn. Nhưng đại sư lại yêu cầu Đường Tam cự tuyệt tất cả lời mời, tới một tòa học viện tên là Sử Lai Khắc phía nam tác thác thành này để khảo thí. 6 năm dạy dỗ, đối với đại sư, Đường Tam sớm đã tôn trọng giống như cha, càng huống chi. Hắn hiểu được, đại sư để cho hắn làm như vậy nhất định là vì tốt cho hắn. Cho nên, hắn đáp ứng không chút do dự. 6 năm qua đi, quan hệ của Đường Tam và Tiểu Vũ sớm đã thân thiết giống như là huynh muội ruột thịt. Đường Tam lựa chọn nơi này, Tiểu Vũ tự nhiên cũng đi theo. Lúc rời đi học viện, đại sư nói cho Đường Tam, hắn phải tới Đế Đô, sau này sẽ đến nơi này tìm bọn họ. 6 năm tại Nặc Đinh là 6 năm cực kỳ trọng yếu của Đường Tam. Buổi sáng đi học, buổi chiều làm công, buổi tối tu luyện, cơ hồ không có thời gian rỗi. 12 tuổi, nhìn qua hắn đã không yếu đuối giống lúc trước nữa. Mỗi ngày tại tiệm rèn làm việc, làm hắn có cơ thể và tinh thần cường tráng. Mặc dù nhìn qua không tính to lớn, nhưng dưới trang phục lại bao trùm cơ thể tràn ngập lực lượng. Tiểu Vũ bĩu môi nói, mặc kệ, người có đáp ứng không? Đường Tam a a cười, nói, tùy ngươi là được. Bất quá, đi đường xa như vậy, ngươi không mệt sao? Chúng ta có đúng là nên tìm một chỗ ở lại đã hay không? Cũng nhanh tới giữa trưa rồi, trước ăn cơm đã.
Tiểu Vũ cười nói, này còn được. Đường Tam rất ít làm trái những lời nàng nói. Từ sau khi hai người xác lập quan hệ huynh muội, hắn thủy chung giống một đại ca che chở nàng. Mặc dù hắn bề bộn công việc, nhưng sự ân cần trong lúc vô ý thể hiện ra vẫn còn làm Tiểu Vũ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tắc Thác Thành so với Nặc Đinh Thành thì lớn hơn rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Trên ngã tư đường, tùy ý có thể thấy được binh lính tuần tra, dòng người hối hả xuyên qua không ngừng. Hai người trước đơn giản ăn một chút, sau đó là tìm kiếm chỗ trọ lại. Không lâu sau, Tiểu Vũ phát hiện ra một tòa tiểu điếm rất đáng chú ý. Tiểu điếm cao 3 tầng, quy mô nhìn qua mặc dù không tính quá lớn, nhưng trang sức bên ngoài lại hoàn toàn đều là hoa hồng màu đỏ. Phong cách kiến trúc của cả tòa tiểu điếm cũng như là một đóa hoa hồng thật lớn, rất dễ dàng có thể gây cho người trước mặt cảm giác rực rỡ. Mân Côi tiểu điếm, Tiểu Tam, chúng ta trọ ở nơi này đi. Tiểu Vũ chỉ. Đường Tam bình thản nói, cứ theo lời ngươi. Mấy năm làm công, hơn nữa trợ cấp của Vũ Hồn Điện, bây giờ hắn coi như là có một chút tích góp rồi. Tiểu Vũ không bao giờ quan tâm đến có bao nhiêu tiền, tiêu tiền rất lãng phí, vì không cho mình thường xuyên tiêu quá. Liền mang tất cả thu nhập đều đưa cho Đường Tam, để cho hắn cất giữ. Có Đường Tam khống chế một chút, nàng còn có thể tiết kiệm được một ít. Đi vào Mân Côi tiểu điếm, cảm nhận đầu tiên chính là một mùi thơm của hoa hồng đón chào. Mùi thơm thấm lòng người mang theo vài phần cảm giác mập mờ, làm thân tâm con người thoải mái. Bên trong của tiểu điếm chỉ có 3 loại màu sắc, trắng, bạc và hoa hồng hồng, dị thường ấm áp, hoàn cảnh tao nhã rất dễ dàng làm cho người ta có hảo cảm. Đường Tam đi tới trước quầy, phiền toái cho chúng ta thuê 2 gian phòng. Người phục vụ sau quầy nhanh chóng đứng lên, hết nhìn Đường Tam lại nhìn Tiểu Vũ, trong mắt toát ra vài phần quang mang hâm mộ. Tiên sinh, ngài xác định đúng là phải 2 gian phòng sao? Đường Tam gật gật đầu, có cái gì không đúng sao? Trong mắt người phục vụ toát ra vài phần mập mờ. Xin lỗi, nơi này của chúng tôi chỉ còn lại có 1 gian phòng thôi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 58 Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch 3. Một gian. Đường Tam nhíu mày, hắn hai kiếp làm người, kiếp này trong khi còn nhỏ cùng Tiểu Vũ đồng sàng cộng trầm còn không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ dù sao hai người đều dần dần có thân hình của người trưởng thành, nam nữ thụ bất thân, những lời này hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Người phục vụ nhấn mạnh nói, đúng vậy, chỉ còn một gian. Bất quá, ngài yên tâm, phòng của chúng tôi đều là rất lớn, tiện nghi đầy đủ, có thừa để cho hai người ở. Nói xong, hắn còn hướng Đường Tam xuất ra một cái ánh mắt chỉ có thể nắm được ý mà không thể nói thành lời. Đương nhiên, Đường Tam nhìn thì không hiểu. Tiểu Vũ lơ đễnh nói, vậy một gian được rồi. Trong khi chúng ta tại Nặc Đinh, không phải vẫn đều ở cùng một gian túc xá sao? Này có là cái gì? Còn có thể tiết kiệm chút tiền để mua quần áo đẹp mà. Đường Tam lắc đầu bất đắc dĩ, hắn cũng không phải là một người cố chấp. Tệ nhất là chính mình ngủ trên đất là được, bình thường ban đêm cũng là phải tu luyện, đó mới là giấc ngủ tốt nhất. Được rồi, vậy phiền toái ngươi cho ta thuê gian phòng này. Trong khi người phục vụ đang chuẩn bị giúp Đường Tam làm thủ tục, một cái thanh âm đột nhiên cắt đứt hành động của người phục vụ. Ta nói, gian phòng này hẳn là thuộc về ta chứ? Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thời xoay người lại nhìn, chỉ thấy 3 người xuất hiện tại phía sau bọn họ. Chính đang hướng chỗ quầy đi tới. 3 người này 1 nam 2 nữ, 2 người nữ hài tử trang điểm xinh đẹp, bộ dáng nhìn qua đều có 17, 18 tuổi, vóc người cao cao. So với Tiểu Vũ còn muốn cao hơn một chút, làm kẻ khác ngạc nhiên nhất chính là dung mạo của các nàng giống nhau như đúc, cư nhiên là một đôi song bảo thai. Nhưng là ánh mắt của Đường Tam cũng không có rơi vào trên người hai gã tuyệt sắc dài lệ. Hấp dẫn sự chú ý của hắn cũng là nam tử đi giữa. Nam tử cao khoảng 1 thước 8, so với hắn phải cao hơn nửa cái đầu, nhìn qua tuổi không lớn, thậm chí so với 2 cô gái sau lưng hắn còn muốn nhỏ một chút. Bả vai rộng lớn, trong tướng mạo anh tuấn mang theo vài phần cương nghị, tóc dài màu vàng phi tán tại sau lưng,
dài gần tới eo. Tóc hắn tóc cũng không buộc, mà là gọn gàng nằm ở đó. Hấp dẫn người chú ý nhất là đôi mắt của hắn. Đó là một đôi mắt tà dị. Hai con mắt cư nhiên đều là con người kép, đồng tử bên trong là màu lam thâm, ánh mắt rất lãnh. Đó là một loại băng lãnh phát ra từ sâu trong nội tâm, trong lúc nửa khép nửa mở lóe ra tà quang. Bị hắn liếc mắt thì trên người giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt. Nam nhân có tướng mạo cực kỳ anh tuấn phối hợp với một đôi mắt như vậy, bất luận ở chỗ nào đều sẽ trở thành tiêu điểm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn rất mạnh, đây là ý niệm đầu tiên sau khi Đường Tam thấy người này. Hai cô gái song bảo thai phân biệt ôm hai cánh tay của song đồng nam tử, hắn cũng không để ý tới Đường Tam. Ánh mắt từ trên người Tiểu Vũ xẹt qua thì lóe ra một tia quang mang kỳ dị, nhưng cũng chỉ là chợt lóe mà thôi. Đi tới trước quầy, nhìn người phục vụ, thanh niên nói, ngươi là mới tới sao? Không biết nơi này luôn lưu một gian phòng cho ta sao? Người phục vụ sửng sốt một chút, hỏi dò, ngài là hả? Song đồng nam tử có chút không kiên nhẫn nói, gọi quản lý của các ngươi đến. Người phục vụ nhìn về ánh mắt của song đồng nam tử, đáy lòng một trận phát lạnh, nhanh chóng chạy ra phía sau gọi cấp trên của mình. Đường Tam nhàn nhạt nói, vị đại ca này, tựa hồ là chúng ta tới trước. Song đồng nam tử thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ là lạnh lùng nói, vậy thì sao? Hắn cho tới bây giờ không có thói quen hướng người khác giải thích. Tính tình của Đường Tam coi như ôn hòa, nhưng Tiểu Vũ không có thể dễ bị khi dễ như vậy. Thân chợt lóe, đã đi tới bên người Đường Tam, không sao cả, cho người nhanh cút. Song đồng nam tử rốt cục quay người lại, ánh mắt tà dị lạnh như băng rơi lên trên người Tiểu Vũ, gật gật đầu, rất tốt, thật lâu không ai dám cùng ta nói như vậy. Các người trên người cũng có hồn lực ba động, hẳn là hồn sư đi. Vậy các ngươi hãy cùng tiến lên đi. Đánh thắng được ta lập tức sẽ đi. Nếu không, mời các ngươi biểu diễn một chút chữ cút này. Nghe xong đồng nam tử nói, hai cô gái song bảo thai bên người hắn không nhịn được nở nụ cười si ngốc, nhưng bộ dáng cũng không có một chút lo lắng, nhu thuận buông tay song đồng nam ra, lùi qua một bên. Chính tại đây thì, người phục vụ lúc trước đã mang theo một người trung niên từ phía sau đi ra, cuộc nói chuyện của song đồng nam tử và Đường Tam. Tiểu Vũ hắn hiển nhiên cũng nghe được, vẻ mặt lo lắng, hữu thoại hảo thuyết, ngàn vạn lần đừng động thủ. Song đồng nam tử liếc một cái, vương quản lý, các ngươi bây giờ càng ngày càng biết làm ăn à. Vương quản lý lau lau mồ hôi trên trán, cười trừ nói, đái thiếu gia, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Đều là kẻ thủ hạ không tốt, tiểu tử vừa mới tới ngày hôm qua, không biết quy củ, xin lỗi. Xin lỗi, ta lập tức an bài phòng cho ngài. Nói xong hắn quay đầu hướng Đường Tam và Tiểu Vũ, vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi rồi, hai vị khách nhân. Gian phòng đó là đái thiếu gia đặt trước, vậy xin hai vị chọn một chỗ khác thôi. Nếu là theo tính cách của Đường Tam, nhượng thì nhượng, tiểu điếm nhiều như vậy, tới một chỗ khác cũng không có gì. Nhưng tính cách của Tiểu Vũ cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn, đâu dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Chúng ta không đi, thế nào? Mắt chó không biết nhìn người. Đừng cho chúng là nhỏ là dễ bắt nạt. Đái thiếu gia hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cho dù muốn nhường cũng không dễ dàng như vậy. Mắng ta, còn muốn chạy phải không? Đái thiếu gia, ngài. Vương quản lý khẩn trương, vẻ mặt cầu khẩn. Đái thiếu gia trong mắt hiện lên một tia quang mang sắc bén, ít nói nhảm. Hết thầy tổn thất tính cho ta. Tại Nặc Đinh học viện làm đại tỷ đã quen rồi. Tiểu Vũ sao nhìn được loại ánh mắt kiêu ngạo này của đối phương, lập tức sẽ xông lên động thủ. Tay Đường Tam nắm bả vai của Tiểu Vũ, để cho ta tới đi. Tiểu Vũ bất mãn nói, tại sao? Ta tự mình tới, ta muốn đánh cho ngay cả mẹ hắn đều cũng không nhận ra hắn. Đường Tam nhíu nhíu mày, nói, ngươi một cái nữ hải tử, nói chuyện phải cẩn thận một chút. Đã quên trước kia ta nói thế nào sao? Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Đây là việc giữa nam nhân. Hắn không cho Tiểu Vũ ra tay. Một là bởi vì cảm nhận được sự cường đại của đối phương, sợ Tiểu Vũ bị thương tổn. Hai là nếu thật sự bị thua, thì là chính mình chịu nhục, cũng không có thể để cho Tiểu Vũ bị đối phương vũ nhục.
Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 59, Tà Mộc Bạch Hổ Đái Mộc Bạch 4. Nghe xong câu "ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi", vẻ mặt phẫn nộ của Tiểu Vũ mới hòa hoãn xuống, nhìn Đường Tam một cái, nói: "Vậy ngươi cẩn thận. Không cần tranh tới tranh lui, ta nói rồi, hai người các ngươi cùng tiến lên là được." Đái thiếu gia không kiên nhẫn nói. Đường Tam không kiêu ngạo không vội vàng, tiến lên hai bước, xin chỉ giáo. Tà quang trong mắt đái thiếu gia chợt lóe, hữu quyền chợt giơ lên, nương theo thân người vọt tới trước, trực đánh tới ngực của Đường Tam. Động tác của hắn rất đơn giản, không có gì phô trương, nhưng sắc mặt của Đường Tam lại biến đổi. Bởi vì khí thể một quyền này của đối thủ trong nháy mắt dưới tác dụng của lực lượng và tốc độ đã đạt tới đỉnh. Không có kinh nghiệm thực chiến phong phú sao có thể nào làm được điểm này. Lúc này Đường Tam tuyệt không thể lùi. Nếu hắn lùi, khí thế của đối thủ sẽ theo đó mà tăng vọt, sẽ làm uy lực một quyền này càng tăng. Cho nên, hắn chẳng những không có lùi, ngược lại là nghênh tiếp. Chân phải trong nháy mắt tiến lên trước một bước này tiến ra những ba thước, trực tiếp rút ngắn khoảng cách của mình cùng đối thủ. Mục đích của Đường Tam rất đơn giản, chính là muốn phá hư tiết tấu công kích của đối thủ. Đồng dạng là đánh ra hữu quyền, tay của Đường Tam trong nháy mắt biến thành màu nhũ trắng oánh nhuận. Phanh một âm thanh vang dội, thân thể của đái thiếu gia vọt tới trước đột ngột dừng lại, mà Đường Tam lại không khống chế được lùi về phía sau 4, 5 bước mới đứng vững. Thân hình đái thiếu gia trong mắt toát ra một tia quang mang kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này nhìn qua so với mình còn muốn nhỏ hơn vài tuổi lại có thể tiếp được một quyền của mình. Làm đái thiếu gia kinh ngạc nhất chính là nắm tay của Đường Tam, tính trên lực công kích thì hắn rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Nhưng lúc này tay phải lại đau đớn muốn nứt ra, nắm tay của Đường Tam cứng rắn phẳng phất như là sắt luyện được bọc bằng đồng. Đường Tam sao không sợ đây? Phải biết rằng, nắm tay của hắn chẳng những bao hàm nội lực của huyền thiên công, hơn nữa lực lượng bản thân hắn cùng tuổi của bản thân tuyệt không tương xứng. Nhiều năm làm công việc thợ rèn, làm lực lượng của hắn mạnh hơn nhiều so với người thường, hơn nữa đặc tính của huyền ngọc thủ, ba ưu thế lớn dung hợp cùng một chỗ, nhưng hắn vẫn thất bại. Lực lượng của đối thủ rất cứng, nhưng cũng không phải cái loại cứng mãnh liệt này, mà là sự cứng của ngưng tụ. Tất cả lực lượng phảng phất đều ngưng tụ thành nắm tay, chấn động lực bộc phát trong nháy mắt đã làm khí huyết trong cơ thể Đường Tam nhộn nhạo một trận. Tốt, có thể tiếp ta một quyền, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Đái thiếu gia quát lạnh một tiếng, thân hình lại triển khai. Lúc này đây, công kích của hắn liền chẳng phải đơn giản nữa, cả người từ trên mặt đất phóng lên, trong phút chốc đã tới phía trên Đường Tam. Tứ chi mở rộng ra một cách kỳ dị. Nhìn qua từ trên xuống dưới toàn thân đều là sơ hở, nhưng tứ chi của hắn lại đều có động tác rất nhỏ, phảng phất có vô hạn hậu chiêu. Sắc mặt của Đường Tam đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, hai chân hơi uốn, mũi chân đồng thời hướng vào trong, tiểu thối trong nháy mắt phát lực. Cánh tay trái từ phía ngoài vòng vào bên trong, cánh tay phải từ bên trong hướng ra phía ngoài, làm ra một cái tư thế rất kỳ lạ. Một kích này của đái thiếu gia có thể nói là tuyệt kỹ thành danh của hắn, bất luận đối thủ ngăn cản hoặc là công kích như thế nào. Hắn đều có rất nhiều loại phương pháp ứng đối, trong động tác nhìn như tràn ngập sơ hở nhưng lại bao hàm thủ đoạn công kích huyền ảo, tứ chi đều trở thành lợi khí. Nhưng ngay trong khi công kích của hắn chuẩn bị triển khai, trong đột nhiên, một cỗ tiềm lực vô hình từ phía dưới truyền đến. Cỗ lực lượng đó tựa hồ rất dính, cũng không có trùng kích lực cường đại, nhưng bền bỉ mười phần, đái thiếu gia đang ở không trung không có chỗ mượn lực. Chỉ cảm thấy thân thể của mình thình lình bị cỗ lực đạo đó đẩy rời đi quỹ đạo vốn có, hướng một bên rơi xuống, tất cả công kích tự nhiên mất đi mục tiêu. Đây là lực lượng gì? Cảm giác ngạc nhiên từ trong đầu đái thiếu gia chợt lóe mà qua. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, eo hồ tại không trung chợt xoắn, thân thể xoay tròn một vòng, vững vàng rơi trên mặt đất. Mà ngay lúc này, công kích của Đường Tam phát động rồi. Hắn lựa chọn thời cơ cực tốt, đúng là trong nháy mắt lúc hai. Chân đái thiếu gia rơi xuống đất, cũng là lúc khó phát lực nhất.
Cước đạp quỷ ảnh mê tung, nhìn qua ba lần nhấp nhô, Đường Tam đã đi tới bên cạnh Đái Thiếu Gia, song trường đồng thời đánh ra, hướng hai vai Đái Thiếu Gia. Tả quang trong mắt Đái Thiếu Gia chợt lóe, bốn cái đồng tử tựa hồ đồng thời lóe sáng một chút, âm thanh thổ khí vang lên. Hai vai hơi nâng lui về phía sau, hai tay phát sau tới trước, đồng thời đi lên, đánh về phía khuỷu tay của Đường Tam. Quyền kình rắn chắc tại không trung liên tiếp phát ra, có thể thấy được lực lượng ẩn chứa trong hai quyền này của hắn mạnh như thế nào. Đồng thời tại lúc hai quyền đánh ra, đùi phải của Đái Thiếu Gia trong nháy mắt bắn lên, tại dưới tình huống khoảng cách gần như thế. Cũng là trực tiếp hướng cằm của Đường Tam mà đá, có thể thấy được sự mềm dẻo của hắn tốt cỡ nào. Bất luận là hai quyền của hắn hay là đùi phải, có một cái công kích gì chúng, với lực công kích của hắn vượt qua Đường Tam, lập tức sẽ làm Đường Tam mất đi lực chiến đấu. Nhưng là Đường Tam có thể để cho hắn như ý nguyện sao? Chớ quên, đây chính là công kích của Đường Tam. Bàn tay theo hướng hai vai của Đái Thiếu Gia co về sau mà mất đi mục tiêu, nhưng tay của Đường Tam cũng không có thu hồi, mà là đồng thời hướng xuống phía dưới đánh ra, một hút một đẩy, lực niêm chủ lúc trước Đái Thiếu Gia cảm giác được lại xuất hiện. Hai tay của hắn nhất thời bị đái động hướng hai bên tách ra, hai quyền đánh ra cũng từ hai cánh tay của Đường Tam xẹt qua, không thể trúng mục tiêu. Đồng thời tại thời điểm hai tay đánh ra, chân trái của Đường Tam trong nháy mắt tiến lên trước một bước, thân thể hơi nghiêng, đầu vai trực đánh tới ngực Đái Thiếu Gia. Hơi nghiêng thân mình này của hắn, cũng chính là để cho một cước đá tới của Đái Thiếu Gia sượt qua, hết thảy phẳng phất như đều là đã tính toán từ trước. Lúc này, Đái Thiếu Gia chỉ còn một chân trên đất, đã không có không gian né tránh, công kích lại bị hai tay đối phương phá hủy, lực lượng dùng hết, lập tức bị vây vào thế yếu. Phanh một âm thanh vang dội, đầu vai của Đường Tam chợt đánh lên trên ngực của Đái Thiếu Gia, trong tiếng kinh hô của hai cô gái song bào thai đang xem cuộc chiến. Thân thể của Đái Thiếu Gia trong nháy mắt bay ra sau, thân trên ngửa ra sau, làm ra một cái đích động tác lộn ngược ra sau, bay ra những năm thước mới hạ xuống. Đường Tam không có truy kích, lặng lặng nhìn Đái Thiếu Gia rơi trên mặt đất, khi cùng ngực của đối phương tiếp xúc, hắn biết chính mình cũng không có chiếm được nhiều tiện nghi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 60, Tả Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch, 5. Trong nháy mắt lúc hắn đánh lên, cơ ngực của Đái Thiếu Gia đột nhiên trở nên cứng rắn như sắt, một chút cứng đối cứng đó mặc dù bởi vì ưu thế nên đưa Đái Thiếu Gia đánh bay, nhưng đầu vai của chính, hắn cũng đau đớn một trận mãnh liệt. Sắc mặt của Đái Thiếu Gia có chút khó coi, hắn không thể không thừa nhận, chính mình vừa rồi đã khinh địch. Thiếu niên trước mắt này nhìn qua so với mình còn muốn nhỏ hơn vài tuổi, thực lực so với trong tưởng tượng phải cao hơn nhiều. Còn muốn tiếp tục sao? Đường Tam nhàn nhạt hỏi. Đái Thiếu Gia tà mâu sáng lên, đương nhiên. Rất tốt, ngươi có thể bức bách ta dụng xuất hồn lực, chàng tỷ thí này là ta đã thua. Bất quá, không cùng ngươi luận bàn một chút, ta như thế nào có thể cam tâm đây? Bất luận kết quả tỷ thí sau đây như thế nào, phòng này hôm nay ta đều tặng cho các ngươi. Trong tà mâu của Đái Thiếu Gia không phải bộc lộ sự phẫn nộ và căm hận, mà là một loại quang mang đặc thù. Nếu phải cần dùng từ tới để giải thích, kiến liệt tâm hỉ bốn chữ này có lẽ là thích hợp nhất. Ánh mắt của hắn lúc này giống như là đang nhìn một tuyệt sắc mỹ nữ, bả vai rung nhẹ, hai tay giơ lên. Con mắt của Đường Tam cũng dần dần sáng lên, hắn phát hiện Đái Thiếu Gia trước mặt trở nên khác rồi. Nếu nói trước hắn là một cỗ khinh thường và lạnh như băng, vậy hắn lúc này trên người lại tràn ngập chiến ý rực cháy. Bạch hổ, phụ thể. Một tầng quang mang màu trắng nhạt chợt từ trên người hắn mãnh liệt bộc phát ra. Hai tay Đái Thiếu Gia đồng thời hướng hai bên mở rộng. Ngực nhô cao, cốt cách toàn thân truyền ra từng âm thanh ba ba, cơ thể chợt bành trướng, mang quần áo trên người căng ra. Mỗi một khối cơ thể dưới y phục cũng trở nên cực kỳ rõ ràng. Ngay cả không khí bên người hắn tựa hồ cũng đã trở nên hỗn loạn. Tóc vàng đầy đầu trong nháy mắt liền biến thành đen trắng giao thoa, màu trắng chiếm đại bộ phận,
lượng ít tóc đen ở trong đó nhưng lại hết sức rõ ràng. Trên trán hiện ra bốn đạo hoa văn nhàn nhạt, ba ngang một dọc, vừa lúc hợp thành một cái chữ vương. Hai tay của hắn biến hóa lớn nhất, so với trước tăng lên những hai lần, bộ lông màu trắng bao trùm trên cả bàn tay. Trong lúc mười ngón tay rung động, lợi chảo như dao găm bén nhọn không ngừng từ trong bàn tay lộ ra rồi thu hồi. Mỗi một căn lợi chảo đó đều như là lưỡi đao, chiều dài chừng tám tấc, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Thân trên của đái thiếu gia chậm rãi nằm xuống phía trước, hai tròng mắt bốn đồng tử đều biến thành màu lam thâm, làm cho người ta có cảm giác như là một cỗ máy giết chóc. Dưới chân hắn, ba đạo quang hoàn liên tiếp lóe sáng mọc lên, lặng yên bay lên, hai vàng một tím, trong lúc hồn hoàn lưu chuyển, hồn lực mênh mông hình thành từng đợt sóng áp lực phi tới đập vào mặt. Thiên niên hồn hoàn, Tiểu Vũ kinh hô một tiếng, nhất thời trong ánh mắt hơn vài phần bối rối. Muốn tiến lên cùng Đường Tam sóng vai tác chiến, lại bị Đường Tam ngăn lại. Trong hồn hoàn, màu trắng đại biểu thập niên, màu vàng đại biểu bách niên, màu tím đại biểu thiên niên. Thanh niên được xưng là đái thiếu gia ở trước mắt này, chính bản thân cũng đã có ba hồn hoàn. Hơn nữa trong đó còn có một là thiên niên. Phải biết rằng, nhìn qua bề ngoài của hắn, tuổi cũng chỉ bất quá so với Đường Tam và Tiểu Vũ lớn hơn 3-4 tuổi mà thôi. Ba hồn hoàn đại biểu cấp bậc của đái thiếu gia ít nhất đã vượt qua 30. Nói cách khác, hắn là một gã hồn tôn, chính là bản thân lại là cường lực thú vũ hồn chiến hồn tôn. Đái Mộc Bạch, Vũ Hồn, Bạch Hồ, 37 cấp chiến hồn tôn. Xin chỉ giáo. Trong bá khí mạnh mẽ, đái thiếu gia báo ra vũ hồn và cấp bậc của bản thân. Đây là đại biểu cho ý tứ chính thức khiêu chiến. Tại áp lực thật lớn trước mặt, Đường Tam cũng bắt đầu trở nên khác trước, xung động tiềm tàng trong nội tâm dần hiện ra, hai mắt che một tầng tử ý nhàn nhạt, chậm rãi giơ tay phải của mình lên. Chợt quang mang màu lam thâm bắt đầu khởi động, một cụm cỏ màu lam thâm chợt từ trong lòng bàn tay hắn sinh trưởng ra, mỗi một chiếc lá cỏ nhìn qua đều rất mảnh khảnh. Nhưng mặt trên lại phủ kín hoa văn uốn khúc, lá cỏ không hề dẹt như trước kia, mà là biến thành hình trụ tròn, nếu cẩn thận quan sát. Có thể thấy rõ ràng, tại phía trên lá cỏ, phủ đầy các gai nhỏ. Quang mang màu nhũ trắng từ thân Đường Tam dâng lên, lá cỏ màu lam thâm phẳng phất nhận được cái gì kích thích mà chợt phóng đại, trong chớp mắt đã biến thành to như tay người, tựa như những cây dây leo. Hoa văn uốn khúc màu đen lóe ra quang mang nhàn nhạt, linh động giống như hơn 10 con rắn lớn xoay xung quanh thân thể Đường Tam. Hai vòng màu vàng hồn hoàn đồng thời từ dưới chân Đường Tam mọc lên, xoay quanh trên thân thể của hắn. Đường Tam, Vũ Hồn, Lam Ngân Thảo, 29 cấp khí hồn đại sư. Xin chỉ giáo. Lông mi của Đái Mộc Bạch cùng tóc giống nhau đã biến thành màu trắng bỗng nhúc nhích. Vũ Hồn của ngươi chỉ là Lam Ngân Thảo. Đường Tam nói ra nguyên lời nói của đại sư. Không có Vũ Hồn phế vật, chỉ có Hồn Sư phế vật. Đái Mộc Bạch là Đường Tam từ sau khi tiến vào Nặc Đinh sơ cấp Hồn Sư học viện. Gặp được vũ hồn người mạnh thứ hai, chỉ có lúc trước viện trưởng của Nặc Đinh học viện. Dưới lời mời của đại sư trợ giúp hắn đồng thời có được đệ nhị hồn hoàn thì triển hiện quá thực lực 42 cấp khí hồn tông. Nhưng tuổi của vị viện trưởng kia sớm đã vượt qua 50, mà Đái Mộc Bạch trước mắt, sợ rằng cũng chỉ là 16, 17 tuổi mà thôi. Khó trách, mình bằng vào việc mượn lực lượng. Nội lực hơn nữa Huyền Ngọc Thủ trong khi lần đầu tiên cùng hắn va chạm cũng chịu tổn hại. Đây là tuyệt đối chênh lệch về lực lượng. Người trước mắt này có thể nói là Đường Tam gặp được qua đối thủ cường đại nhất. Chênh lệch của hơn kém một cái hồn hoàn có bao nhiêu uy lực Đường Tam rất rõ ràng. Nhất là cấp bậc đệ tam hồn hoàn của đối phương là thiên niên. Thuộc tính và kỹ năng gắn liền với nó cũng không phải hai hoàn có khả năng chống lại. Đánh một trận này, Đường Tam không có gì nắm chắc, có lẽ để cho hắn mang năng lực bí ẩn nhất của bản thân thi triển ra mới có thể có lực chống lại. Nói thật là hay, không có vũ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật. Vậy để cho ta lĩnh giáo vũ hồn Lam Ngân Thảo này của người có chỗ gì kỳ lạ. Đái Mộc Bạch động rồi, hắn sau khi vũ hồn phụ thể, phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác. Tóc bạc vừa mới bay lên là lúc
thân thể tràn ngập lực lượng bộc phát của hắn đã đi tới trước mặt Đường Tam. Lợi chảo trên hai tay 10 ngón đồng thời bắn ra, chụp vào thân thể của Đường Tam. Các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.